tuyệt đối không được kho cá trong nồi đất nếu như bạn không muốn điều này. Không biết mấy chị sao, chứ em mà nhìn thấy cái ui cá này là phải chạy vào bếp rút một tô cơ để mà ăn liền mới chịu được á. Như kinh nghiệm hơn 50 năm kho cá của mẹ em thì cá kho mà muốn ngon muốn săn chắc á thì phải ớt muối, đường rồi gia vị, ớt tầm 15 đến 20 phút rồi mới bắt lên kho nè. Gia vị thì gồm có đường, muối, bột ngọt, nước mắm, một ít hành tím và một ít mỡ heo nữa, riu riu nhỏ nữa, và phải kho trong cái nồi đất như vậy nè mấy chị. Biệt cái nồi đất kho càng lâu thì nó sẽ có màu đen đen, mà những cái ui như vậy á kho cá nó lại càng ngon